Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay 12 tháng 6, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Hà Giang đã có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay, có nơi trên 80mm như Trường Nơi 6 Sơn La 135,4mm, Pa Ham Điện Biên 85mm, Nậm Ti Hà Giang 111,6mm. Hôm nay miền Bắc và ban ngày trời còn có nắng nhẹ, hơi oi nóng, với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần, do vậy, mưa dông lại có xu hướng gia tăng trở lại từ đêm nay sang đến ngày 14 tháng 6. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ giảm. Cũng nằm trong xu thế đó, thủ đô Hà Nội vào trưa chiều vẫn có nắng, nhưng cũng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34 đến 35 độ. Dự báo từ đêm nay khu vực cũng sẽ có mưa rào và dông, khả năng mưa là 60%. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Với Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định, ban ngày có nắng nóng với nền nhiệt từ 34 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 cho đến 38 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác về chiều tối. Thành phố biển Đà Nẵng ban ngày trời nắng, trưa chiều nhiệt độ cao nhất là 36 độ. Người dân có các hoạt động nghỉ dưỡng tại đây cần mang theo ô dù, mũ nón, vừa có tác dụng chống nắng, vừa để phòng chống những cơn mưa vào chiều tối. Tối và đêm nay do có mưa nên nhiệt độ hạ về còn 28 độ. Nhờ có gió biển điều hòa nên cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay trời nắng, cao nhất là 34 độ. Khả năng mưa tại đây là 80%, tập trung về chiều tối. Do có mưa mà tối và đêm nay mát mẻ, nhiệt độ hạ về 25 độ.